trên của Tuy Hôm. Mình hôm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái quán cơm ở Ô Môn rất là ngon, rất là đặc biệt. Đó là quán cơm Tấm Văn Sơn. Rồi mình sẽ chỉ các bạn đường đi tới quán nha. Chúng ta đi đến ngã ba Ô Môn và chúng ta sẽ rẽ phải. Và bạn trước mặt mình đó là công viên Châu Văn Liêm. Rồi các bạn tiếp tục chạy tới. À, phía trước chúng ta là cái thế giới sơ sinh. Rồi chúng ta tiếp tục chạy. Và nhớ đảm bảo an toàn giao thông là chúng ta chạy cho có đường xe thô sơ. Rồi phía bên trái của chúng ta là trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm. Rồi chúng ta cũng tiếp tục chạy. À, phía bên trái chúng ta là giày dép cao cấp Tài Vân. Rồi chúng ta tiếp tục chạy đến ngã tư. Rồi chúng ta qua ngã tư, chúng ta cũng tiếp tục chạy. Và các bạn sẽ nhìn phía bên tay phải của chúng ta. Rồi, chúng ta nhìn bên tay phải và chúng ta đã đến cái quán mà mình muốn chia sẻ với các bạn. À, có hai chiếc du lịch đậu luôn các bạn. Rồi, đó là quán Cơm Tấm Thanh Sơn mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Quán hiện giờ rất là đông khách các bạn. Rồi chúng ta sẽ quan sát cái khu vực nước. Cái xương nha. Cái xương thấy ngon quá trời luôn hả? Có ăn chưa? Ăn rồi, ăn ở đây nhiều lắm rồi. Có ăn rồi chứ không? Dạ ăn rồi. Có ăn rồi, biết rồi. Rất là ngon. Nên mình giới thiệu nè. Đây mình bán cái bán tường cộng với gà, có gà không anh? Tường miếng, gà, gà lẩu. Ồ, đây là sườn mới ướp. Quá ngon. Vô quay chưa? Quay rồi, để quay ngoài xong đi. Quay toàn bộ luôn rồi. Cái này mình ướp hồi nào anh? Nói hay gì? Nói cho anh con ở trong nhà đó. Dạ. Mới nuôi chỉ nướng luôn. Dạ. Thơm quá. Cái sườn không để đi thèm rồi đó. Đây là một dĩa sườn cộng đã nướng xong, rất là bắt mắt các bạn. Vàng ươm, rất là thơm. Và sườn cộng này có mỡ nên rất là ngon. Nhìn cái bắt thèm các bạn. À, đây là sườn miếng, à, cũng như thế luôn. Quá ngon, quá thơm. Quá thơm và quá bắt mắt các bạn. Thịt thì vàng, bốc khói nghi ngút và mỡ chảy ra. Quá ngon. Lấy dài cái dĩa ơi.
quá trời ngon quá trời, mấy hồi cục khối quá, rất là thơm. Hôm nay mình nướng cái này thử mùi không chứ cũng no, quá trời ngon. Hả? Xem. Ấy cái này rồi có thấy lên YouTube rồi. Có chứ trời. Quay quay là YouTube đấy giới thiệu cho ai ai không ngon mà. Vũ Thi Hôm, Vũ Thi Hôm. Chữ Hôm H O M E. Mai lên lắm, nếu mà làm nhanh thì có thể là chiều nay. Thì cũng có thời gian. Em chia sẻ món ăn ngon không? Ông môn thuốc nốt vậy. Anh lên coi. Em mới chia sẻ cái quán hủ tiếu gà Lâm Ngọc á, biết không? Lâm Ngọc á, anh ăn rồi chưa? Cũng ngon. Lâm Ngọc á. Rồi đây là quán cơm Tấm Thanh Sơn mình muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô quán và để chia sẻ với các bạn nha. Đặc biệt là ở đây là có cơm tấm mà bán ban đêm, gọi là cơm tấm đêm Thanh Sơn các bạn. Thì các bạn có thể ăn vào ban đêm. Ở quán rất là thoáng mát và rất là đông khách. Một tốp khách đã ăn xong, vừa mới đi xong. Còn một tốp khách đang ăn. Rồi trước mặt các bạn đó là bảng giá của quán. Cơm đùi gà 60, sườn cộng đặc biệt, ức gà, sườn cộng, sườn miếng. Từ giá từ 35 đến 60 các bạn. Và đây là sườn miếng đã nướng đem vô đây. Gà nướng, xúc xích, thịt nướng, mắm chưng, heo quay, hột chích úp la. Chị làm em một dĩa sườn cộng đi. Một dĩa sườn cộng, đừng nếm mới hành nha. Tất cả nhìn rất là bắt mắt và thèm các bạn. Không gian quán thì rất là thoáng mát và sạch sẽ. Có một tốp khách đang ăn, người ta ăn người ta mua về nữa các bạn. Đừng nếm hành đi chị. Các bạn có thấy các bắt không? Thịt gà, thịt vịt thì rất là vàng tươi. Đó, chả, xúc xích, rồi mắm, hộp vịt ốp la, mắm chưng nha các bạn. Vịt ốp la, và heo quay, và thịt miếng. Ở đây có bán heo quay chay và chả lụa chay nữa các bạn. Các bạn gì có gì liên hệ ở đây các bạn. Sườn cộng 40, sườn miếng 35 các bạn, ba gọi 35, heo quay 35, bún chim tiền 35, canh khổ qua 14. Đây là dĩa cơm sườn cộng là có dưa leo, rau muống, bì và hai cục sườn cộng. Súp có hành và đặc biệt là cái dĩa nước mắm còn thấy quá ngon, ớt bò tươi, súp thì củ cải trắng, củ cải muối và hành nó rất là đậm đà và nóng. Rồi, mời các bạn ăn cơm tấm sườn cộng các bạn nha, rất là ngon các bạn. Rồi, các bạn ăn với mình nha. Cái nước mắm quá ngon, chén súp các bạn thấy không? Một tối nghi ngút, một tối nghi ngút. Yeah.
cộng rất là ngon, thịt thơm. Qua các bạn nha. Quay.
núi nên rất là ngon. Em ơi, cho anh chai sữa bắp ba. Dạ. Chai sữa bắp. Để tẩy cho em. Không, ướp lạnh á. Có lạnh. Chỉ có ướp lạnh á. Còn có tâm phúc, tâm dê, để cho mình biết được cái là sữa bắp. Đây, sữa bắp non. Rất là ngon, rất là ngon, rất là ngon.
là thơm. Rồi thì cái địa chỉ mình sẽ để phần mô tả với các bạn nha, các bạn có thể xem ở số điện thoại luôn. Rồi còn nếu các bạn mà xem hướng dẫn đi thì mình đã hướng dẫn clip mới ở đầu á, clip đường đi đến thì là bằng cái công viên Châu Văn Liêm, các bạn làm bạn thì bạn tìm một cách dễ dàng thôi. Rồi bây giờ mình kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin chào.